tài năng của chúng tôi vô cùng phấn khởi khi được thông báo chính thức với tất cả quý vị, chương trình Biên Tài Thi Hồng mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Việt Nam VTV3. Phối điều bình luận viên Trấn Thành. Xin được trân trọng giới thiệu bình luận viên Ngô Kiến Huy. Xin được trân trọng giới thiệu người dẫn chương trình diễn viên Sao. Là sự hiện diện của hơn 70 anh chị phóng viên báo chí để dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Để dành một tràng pháo tay cho sự hiện diện của chúng ta.